Mùng 1 tháng 6 là quốc tế thiếu nhi, còn với tôi ngày nào cũng là quốc tế thiếu tiền. Sáng ra tranh thủ dậy sớm, mở túi xách của vợ lấy nốt số tiền đi chợ hôm qua còn thừa. Ôm con laptop ra quán cà phê gọi một ly trà đá và ngâm cứu xem tối nay sẽ all in 10 điểm con gì đây. Lướt nhẹ Facebook để tìm kiếm những chiếc biển số xe, nhưng newsfeed tràn ngập thông tin về Sylvester Stallone Việt Nam với phần phim bom tấn thứ 3 trong series Kế hoạch vượt ngục. Tiếp tục gạt xuống, tôi bất chợt lại thấy dòng tút thông tin One Piece chapter 1051. Cuối cùng thì cũng tìm được một thứ khiến mình cảm thấy hôm nay không phí công lên mạng sau khi trầm cảm vì xem lê bóng đi catwalk. Thông tin Yamato trở thành thành viên thứ 11 của băng mũ rơm còn chưa kịp nguội thì Thánh nằm vùng Redon lại tiếp tục thổi hơi nóng vào bản spoiler với những dòng bổ sung vô cùng hot. Bỏ qua sự bất mãn, những ý kiến chê bai về cái kết của trận chiến với Kaido để dành sự ghi nhận xứng đáng cho Aquano thì đây là một arc tuyệt đỉnh về cả hai mặt chiến đấu lẫn nội dung. Tất nhiên nó vẫn không thỏa mãn mình hoàn toàn và nhiều anh em cũng vậy. Tuy nhiên còn rất nhiều điều hấp dẫn vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước vì arc Wano chưa kết thúc và các thông tin trong video ngày hôm nay là một trong số đó. Momonosuke trở thành tân Shogun của Wano Quốc và sẽ có bài phát biểu hùng hồn trước toàn dân. Những gì Momo nói thậm chí còn hay hơn cả lời tuyên thệ của Yamato. Ngoài ra một biến động lớn khác cũng tới với băng mũ rơm. Biến động đó là gì? Để tránh làm mất thời giờ của anh em thì tất cả hãy ngồi ngay ngắn và cho tay vào trong quần cùng xem hết video này nhé. Tin buồn. Hôm nay mình sẽ có hai tin, một vui và một buồn dành cho anh em. Thông tin đầu tiên là một thông tin vô cùng tụt mút. Anh em có thể tua lên 30 giây sau nếu không thích nghe tin buồn. Đó là sau hai chương liền thì tuần tới chuyện sẽ tạm nghỉ. Chắc tầm 1052 dự kiến sẽ có vào ngày 16 tháng 6. Tin tức nói rằng tuần sau vẫn có chương mới đã được fix lại. Bản spoiler update ghi như thế. Luffy thu phục bằng bách thú. Tiếp theo là thông tin tới việc Yamato xin gia nhập băng. Trước cả thời điểm Momonosuke bước lên phát biểu trước toàn thể dân chúng tại Kinh Thành thì Yamato đã dõng dạc tuyên thệ với các thành viên băng mũ rơm là mình sẽ ra khơi cùng lưới Luffy. Tôi là Kozuki Oden, nhận Monkey D. Luffy làm thuyền trưởng của mình và hứa giữ lòng trung thành với thuyền trưởng khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để hỗ trợ và tôn trọng thuyền trưởng mọi ngày suốt cuộc đời tôi. Khi Yamato đọc lời thề xong, Luffy vẫn đang ngủ nên chưa thể đồng ý hay phản đối. Zoro cũng chưa tỉnh lại. Franky là người chứng kiến Yamato one hit hát cha nên anh rất chào đón Yamato. Robin thì mỉm cười vui vẻ với thành viên mới này. Trong khi đó, bác lái tàu và bộ ba yếu đuối bị sốc. Hàng hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu họ. Nhưng anh ba và Brook thì khỏi nói, anh em cũng biết. Giờ trong mắt Sanji không còn thuyền trưởng mà chỉ biết mỗi tâm hồn to tròn của Yamato. Khéo lù mà phản đối anh ba lại đá gãy răng lần nữa mất. Tương tự là Brook, trong đầu ông lúc này đang nghĩ tới quần lót của Yamato, mặc dù trong đầu ông đã không còn não nữa. Nhưng trên hết, những ai đã quá hiểu Luffy đều biết có đưa ra 1 triệu lý do để phản đối thì cũng chẳng bằng cái gật đầu của thằng thuyền trưởng. Cứ nhớ lại lần lù kết nạp Robin hay lúc mà Brook vào băng là hiểu. Hơn nữa, Yamato chính là người cõng Luffy quay lại lâu đài giao cho Chopper. Hiển nhiên ai cũng hiểu cô không phải người xấu, lại mạnh như vậy thì sẽ trở thành sự bổ sung quý giá cho băng. Lực lượng chiến đấu của băng mũ rơm lúc này sẽ cực mạnh với Luffy, Zoro và Yamato. Còn Sanji sẽ lãnh trọng trách yểm trợ, bảo vệ những thành viên còn lại trên tàu. Thay vì xông thẳng vào giữa đội hình địch, anh ba lúc này trở thành viên đạn bạc, con dao trong tay áo của Luffy bằng cách đột kích bất ngờ dựa vào tốc độ và khả năng tàng hình. Khi kẻ thù phát hiện ra Sanji thì chúng đã bị chiếu tướng. Luffy, Zoro và Yamato sẽ cùng nhau cháo quẩy. Nói thì tưởng vai trò của Sạn giảm đi nhưng thực chất là đang tăng lên khi anh phải thực hiện những nhiệm vụ bí mật theo chiến thuật vì đối thủ tiếp theo sẽ mạnh tương đương băng bách thú trở lên. Với quy mô trận chiến lớn như vậy thì không thể cứ xông lên bừa bãi như trước. Không còn ra cắt lo lập mưu hộ nữa, vai trò này sẽ do Jinbei đảm nhiệm, vừa là lái tàu vừa kiêm quân sư để bảo những Franky, Usopp, Nami, Robin, Brook hay Chopper phải làm gì. Tuy nhiên cách đánh thông thường chắc chắn không bằng được đột kích, điều chỉ có Sanji làm được. Có nhớ trong 3 đô đốc hải quân tại Marineford, Kizaru là người chiếu tướng dâu trắng đầu tiên trong suốt trận chiến và trước đó là ở Sabaody. Ông ta luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, ra tay chuẩn xác khi cần. Ví dụ như bắn Mako làm gãy còng tay của Ace. Mà ưu thế giúp Kizaru làm được điều đó là tốc độ. Đây cũng là thứ anh ba có thừa sau khi thức tỉnh Gen. Sát thương cổ sạn chắc chắn không bằng Zoro và Yamato. Giờ người ta toàn chơi Haki vũ trang với Haki báo vương, không thì cũng thức tỉnh trái quỷ mà vả nhỏ bùm bùm. Nhưng anh tôi lại có khả năng phòng thủ và tạo đột biến tốt hơn, bởi vậy Oda mới rút Sanji về sau và giao cho anh vai trò mà anh sẽ làm tốt hơn.
Đương nhiên khi cần chiến đấu thì Sạn cũng không làm fan thất vọng. Bộ ba chỉ huy cấp cao của Lu là Zoro, Yamato và Sạn cơ mà. Chỉ là nhiệm vụ của anh khác hai người kia một chút mà thôi. Còn về vụ Yamato nhập băng gây mất cân bằng, nhiều người lên tiếng phản đối bên cạnh những ý kiến đồng tình. Thì mình không hiểu là mất cân bằng cái gì, chẳng nhẽ anh em đang so sánh băng mũ dơm với băng kít hay băng hớt. Mình nghĩ hai băng này liên minh với nhau còn chưa chắc thắng được băng mũ dơm lúc không có Yamato. Lu và Zoro với Kid Claw, Sanji với Killer, Jinbe với Beppo, phần còn lại thì thôi anh em biết kết quả rồi đấy. Ngay từ đầu băng của nhân vật chính với các băng khác đã có sự chênh lệch rõ rệt, thì giờ có thêm Yamato cũng chẳng khiến sự cân bằng bị phá vỡ, bởi ngay từ đầu làm gì có cái cân nào ở đây, chắc người ta nói cái cân của mấy bà ngoài chợ. Đến cả vụ Oda nói băng mũ dơm sẽ chỉ có 10 thành viên. Ủa, alo, Oda nào nói thế thì mình không rõ, chứ Eiichiro Oda chưa từng chốt số lượng thành viên cuối cùng của băng mũ dơm. Đừng cố tỏ ra mình là trợ lý tác giả hay nhét chữ vào mồm Oda của chúng ta nữa. Điều duy nhất mà Oda từng hé lộ về số thành viên là câu nói của Luffy khi ra khơi. Ở chapter 1, cậu bảo sẽ tìm cho mình khoảng 10 thành viên, và kể cả không được đi học thì bạn cũng biết 10 cộng 1 bằng 11, thêm cả Yamato, băng mũ dơm mới có đủ 10 thành viên như Lu mong muốn. Theo số liệu từ Wibuperia thì 96,69% số người phản đối Yamato lại ủng hộ Carrot nhập băng với lý do băng mũ dơm phát triển sức mạnh qua từng arc. Carrot vào sẽ phù hợp hơn. Cái này chỉ đúng trước time skip, chứ từ khi Jinbe được kết nạp thì đã khác rồi. Tầm này đối thủ toàn tứ hoàng với đại đô đốc, chả hiểu Carrot làm được gì khi hai sư lông vẫn bị một mình Prospero đánh bại. So sánh cô bé này với Yamato chẳng khác nào đem Chipu đặt chung mâm với Celerion. Chốt lại Yamato gia nhập là hợp lý, vì nếu bỏ qua Big Mom, Kid và Law thì băng mũ dơm đã phải nhờ sự hỗ trợ từ kỳ hoàng bao để đánh bại được băng bách thú. Sau này mà gặp băng dâu đen họ sẽ thua chắc. Oda bổ sung thêm cho Luffy một chiến binh như Yamato thì mới ăn được. Để cho cẩn thận, Oda còn đem một phần tàn quân của băng bách thú theo chân Yamato gia nhập băng mũ dơm. Cho tầm 1051 có đoạn hồi tưởng của Otama cho chúng ta biết thời gian hiệu lực của Kibidango là 1 tháng. Vậy nên một nửa số kiếp tơ vừa bị thuần hóa trên đảo cùng bọn lính làm phản sẽ trở thành quân của Otama, cũng tức là binh lực thuộc về Wano và tân Shogun Momonosuke. Số còn lại đã bị Yamato trấn áp, chúng ngay lập tức buông vũ khí khi thiếu chủ băng bách thú ra lệnh. Hành động tuyên thệ của Yamato khiến bọn chúng bị sốc, nhưng Kaido và các Okanban đều đã bị đánh bại, toàn bộ tàn quân chỉ còn cách đầu hàng. Như vậy, Luffy sẽ chiêu mộ thêm được khoảng 200 Gifter vì 300 tên trước đó đã ăn Kibidango của Otama. 200 Gifter này và khoảng 2-3.000 quân sẽ là sự bổ sung quý giá cho băng mũ dơm để chiến lại các tinh binh Cypherpole sắp tới. Chưa ổn định tình hình bên trong mà muốn trốn giặc thì sẽ rất khó. Momonosuke sử dụng Ame no Habakiri. Bên trong kinh thành, Momo cũng đang ổn định lòng dân trước khi bắt đầu tái thiết vương quốc. Hiện giờ quốc lực của Wano đang rất yếu, sau nhiều năm bị bóc lột, người dân ăn chưa đủ no thì lâu đâu ra sức để mà đánh giặc. Mở cửa tức là hải tặc và cả chính quyền đều có thể ra vào Wano quốc. Họ phải đủ mạnh để không sợ bất cứ kẻ thù nào, sẵn sàng tiêu diệt tất cả những ai tới với ý đồ xấu thì mới có thể mở cửa. Đây là lý do Momonosuke nói với Junisa mình sẽ mở cửa Wano quốc nhưng không phải bây giờ. Điều nó muốn trước tiên là tái thiết đất nước cho người dân một cuộc sống ấm no trước. Trong thời gian đó, Momo cũng cố gắng rèn luyện bản thân để mạnh như cha mình, thậm chí là vượt qua cả Kozuki Oden, khi đó chắc chắn nó sẽ mở cửa Wano với thế giới. Suy tính sâu xa, thấu đáo, hèn gì Junisa hết lòng tin tưởng vào lựa chọn của cậu ta và lời dẫn chuyện của Oda cũng viết rằng đây sẽ là người trở thành tướng quân vĩ đại nhất trong lịch sử Wano quốc. Lời dẫn chuyện tới ngay sau khi Denzero giới thiệu. Lúc này Momo cũng xuất hiện từ trong làn khói với thanh Ame no Habakiri của cha mình dắt bên hông. Có thể là do Hiyori hoặc Hitetsu đưa cho cậu ta. Như vậy ngoài việc phát triển sức mạnh doan thần thoại nhân tạo, Momo cũng sẽ tập luyện kiếm thuật và Haki. Mà ở Wano này không thiếu những kiếm sĩ bậc thầy có thể chỉ dạy cho nó như Hyogoro Hoa và Kiều Hồng Bao. Momo khi lớn trông giống hệt Oden nhưng gương mặt lại pha trộn nét dịu hiền của mẹ, chứ không dữ tợn bằng cha. Thôi cứ không có ria mép là thành công rồi. Ít ra Oden cũng được ngậm cười nơi chín suối. Momonosuke bước lên phía trước đọc diễn văn, những gì nó nói tương tự như lời dẫn chuyện bên trên. Nếu Lù thường gáy, ta làm ăn kia đi Luffy, người sẽ đánh bại ngươi và trở thành vua hải tặc. Thì Momo cũng học theo và tuyên bố, ta là Kozuki Momonosuke, người sẽ trở thành Shogun vĩ đại nhất từ trước tới nay. Cuối chương, hai anh em Momonosuke và Hiyori ôm nhau đoàn tụ sau 20 năm. Đây mới chỉ là lần đầu họ gặp nhau tính từ khi Arc Wano diễn ra. Theo mô tả, Hiyori đã khóc trước khi ôm anh trai mình. Trong vì thấy Momo quá giống cha, Hiyori đã làm vẻ mặt hệt như lần cô khóc ở trong ngôi đền với Zoro.
Tin vui. Sau khi đưa tin buồn trước thì giờ khép lại video là một tin vui. Thực ra cũng chẳng có gì quá to tát, thông báo tin buồn bên trên là giả. Mình chôn anh em một tí thôi chứ tuần sau vẫn có chuyện. Thế nha, chào các ông, tôi đi nấu cơm đây, không vợ nó đánh. Ông nào thấy hay thì like, share và đăng ký kênh để sớm có vợ giống tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.